Đây là các bước mình điền AI. Thì mình sẽ hướng dẫn cực kỳ chi tiết luôn. Đầu tiên là mọi người vô canada.ca tiếng Anh. Benefit. Employment Insurance. Regular Benefit. Thì mục này là cái overview. Cái mọi người cũng nên đọc sơ sơ qua mục 1, mục 2, mục 3 đó. Mình nên đọc sơ qua để mình biết là mình có đầy đủ các tiêu chí này hay không. Nhưng mà thông thường những người nào mà công ty đã nói cái chuyện là mày apply cho cái EID thì cũng đã đủ tiêu chí rồi, nhưng mà không thừa. Mình nên coi sơ qua. Rồi. Đây là bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền trong cái phần này. Thì thông thường sẽ là người ta nói trong đây là khoảng 55% của cái lương của bạn. Nhưng mà với người nào làm trên 54.000 thì cũng không quan trọng nữa. Thì cũng cái maximum cũng là chỉ được 500, khoảng 573 đồng một giờ, một tuần thôi. Đây là danh sách những cái giấy tờ mọi người cần phải chuẩn bị trước khi nộp đơn. Vì mình làm cái hồ sơ này rất là lâu cho nên là chuẩn bị trước để sẵn. Cái thứ nhất là số SIN quan trọng nhất. Với những người nào mà có số SIN bắt đầu từ số 9 thì cung cấp thêm giấy tờ thường trú. Thứ hai là họ của mẹ trước khi lấy chồng, nhưng mà mình nghĩ là ở Việt Nam thì họ của mẹ thông thường cũng là họ nguyên thủy của mẹ. Thứ ba là địa chỉ nhận thư và địa chỉ bạn đang ở. Nếu mà địa chỉ nhận thư và địa chỉ bạn đang ở khác nhau á, thì bạn cũng phải cung cấp những cái thông tin này luôn. Thứ tư là số tài khoản ngân hàng. Cái này là cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì bây giờ không có ai muốn mà nhận check về nhà nữa. Tại vì có thể bị mất hoặc có thể 2-3 tuần tiền cũng không tới. Cho nên bạn tìm cái số tài khoản ngân hàng và cái mã ngân hàng của mình để sẵn ở đây. Số 5 là tên, địa chỉ, số điện thoại nơi mà mình đang vừa làm việc, ngày bắt đầu công việc, ngày kết thúc công việc và cái lý do nghỉ việc thì sau này mình sẽ nói sau rõ hơn. Thứ 6 là tuần làm nhiều giờ nhất. Cái này mình cũng sẽ nói sau theo từng mục luôn. Thì chỉ cần bạn có cái payslip gần nhất hoặc là 2 tuần, 1 tháng gần nhất là đủ. Thứ 8 là những cái khoản tiền khác bạn nhận được ngoài lương, ví dụ như là tiền lương hưu, tiền bảo hiểm, tiền nghỉ dưỡng, vân vân. Apply nha. Cái này là họ chỉ nói lại thôi, nói lại những cái gì mình cần, đọc lại cho kỹ thôi. Rồi, ready to start. Cái phần này thì chủ yếu họ sẽ nói là họ muốn cho mình biết là họ sẽ dùng những cái thông tin này của mình cho những ai, chia sẻ những cái thông tin này cho những ai. Đó, nếu mà mình đồng ý thì mình sẽ bắt đầu cái application của mình. Currently receiving a high number of EI. Chắc chắn luôn, giờ chắc là cả ngàn, cả triệu triệu người đang apply cái này đây. Câu hỏi đầu tiên là bạn có đã từng apply trong cái 72 giờ về trước nhưng mà vẫn chưa có hoàn thành hay không? Thì mình sẽ chọn không. Rồi. Cho người nào làm đi làm cho công ty thì mình sẽ chọn cái benefit for employee. Còn người nào mà có công ty riêng thì sẽ chọn cái mục thứ hai,
the benefit for self-employed and people. Thì mình chọn cái số 1. Reference code. Phát lên mọi người có trong cái chương trình gì đó, thực tập sinh, rồi work sharing program, group layoff. Thì mình nghĩ là không đâu. Mình là không, mình sẽ chọn là no. Continue. Đây, cho cái virus COVID này thì mọi người chọn cái regular benefit. Cái này thì, cái trang này thì họ nói lại những cái giấy tờ mình cần thiết thôi. Cái mục đầu tiên rồi. Continue. Không có cách hay không có gì đâu nha. Biết liền luôn. Năm sinh. Tháng sinh, ngày sinh. Họ sẽ ghi trong cái social của mình như thế nào thì mình viết đúng như vậy. Tên đầu cũng vậy. Last name at birth là với người nào mà lấy chồng mà đổi họ sang là họ của chồng á, thì mình sẽ ghi cái họ của mình trước khi mình lấy chồng. Nhưng mà đây là họ của mẹ trước khi mẹ lấy chồng. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình nghĩ họ mẹ nào thì cũng là vẫn là họ nguyên thủy của mẹ thôi. Rồi, coi lại hết cái thông tin ở đây đủ chưa. Continue. Mình ghi lại cái temporary password này. Thì cái password này nếu mà giữ chừng mà cái hồ sơ của mình bị tắt á, thì mình sẽ mở lại được bằng sử dụng cái password này. Ok. English. English. Địa chỉ email. Đánh lại thêm địa chỉ email thêm một lần nữa. Số điện thoại. Đây là cái để họ có thể gửi cho mình cái voicemail. Thì số điện thoại này là cái số điện thoại mà họ gửi được cái voicemail cho mình. Này quan trọng nha mọi người. Nếu mà cái địa chỉ nhà của bạn khác với cái địa chỉ mail của bạn á, thì mình sẽ chọn yes. Còn nếu mà địa chỉ nhà với địa chỉ mà để người ta gửi thư tới cùng một chỗ thì mình sẽ chọn là no. Rồi, continue. Đây, cái này là mình là dạng người nào thì mình là
Việt Nam thì mình là châu Á thì mình sẽ chọn visible minority. T4 này thì mình access it online. Mình nghĩ là online tốt hơn nha mọi người. Giờ đừng có làm gì mail hết, tại vì không có đủ người làm ở mấy cái chỗ mà đưa thư đâu. Cho nên gì mình cũng làm online hết cho nhanh. Thông tin ngân hàng để mà AI gửi tiền về cho mình. Thì mình đây là lần đầu tiên cho mình sẽ gọi là no. Rồi mình có thông tin ngân hàng của mình ở đây. Đây là cái chi nhánh ngân hàng. Chi nhánh ngân hàng thì thường cái số nó nhỏ thôi, khoảng 3-4 số. Mình là dùng TD Bank cho nên nó sẽ là 004. Mình điền cái account number là cái số tài khoản của bản thân mình đó. Rồi mình có sử dụng cái ngân hàng này với ai hay không? Nếu có thì ghi tên cái người đó vô, như với chồng, với vợ hay với ba mẹ, đại loại như vậy. Còn nếu không thì mình để trống. Rồi, nhấn Enter, Continue. Bằng cấp cao nhất. Rồi mình có thuộc tổ chức của Union hay là những cái tổ chức khác không? Có thì có, không thì không. Mình là không cho nên mình sẽ chọn là không. Continue. Điền vô đây tên của nơi làm việc, mã bưu điện và số điện thoại của nơi làm việc. Nếu không cung cấp được thì phải bổ sung sau, cho nên là chịu khó cung cấp ngay bây giờ nha mọi người. Ngày bắt đầu mình đi làm, ngày kết thúc đi làm. Bạn có quay lại với cùng một cái nơi này hay không? Thì thường là có, tại vì đây chỉ là tạm thời thôi. Mình sẽ chọn là có. Rồi đây là, trang này là cái lý do mà tại sao mà bạn lại ở nhà trong cái thời điểm này. Thì mình sẽ chọn cái mục đầu tiên, nó có rõ ràng luôn là có Covid-19 ngay đây nè. Đây là cái mục mới. Đó. Rồi. Lương làm theo giờ của bạn. Điền vô lương làm theo giờ của bạn hoặc là theo năm. Điền vào và chọn. Enter. Continue. Mình là kế toán accounting thì mình điền vào đây kế toán, rồi continue. Rồi đây, nếu như mà bạn có làm trong vòng một năm vừa qua, bạn có làm ở một cái công ty khác thì bạn sẽ chọn yes và bạn điền cái thông tin đó vào. Còn nếu không thì bạn sẽ chọn no. Rồi đây là cái thông tin record of employment, là cái lịch sử việc làm của mình. Đa số những công ty bên Canada thì họ sẽ nộp đơn trực tiếp cho
AI. Nhưng mà nếu mà công ty của bạn chỉ đưa cho bạn cái tờ giấy để nộp á, thì bạn ghi vào đây là tôi có cái bản chính của cái lịch sử làm việc của tôi và tôi sẽ nộp cho bạn sau đó. Còn mình làm online nên mình sẽ, thông thường bây giờ ai cũng làm online hết, nên mình sẽ chọn là online. Những cái thông tin này ai có thì chọn vào, không thì mình chọn không. Nếu mình có cái công ty này là công ty riêng của mình đó, thì thường là mình sẽ điền cái này. Còn nếu mà mình làm ở cho người khác thì sẽ là không. Mấy cái này thì mỗi người một cái trường hợp khác nhau à. Trong một năm vừa qua thì cái lương của bạn nó có thay đổi hay không đó. Thì dù cho bạn làm cùng một công ty hay là khác công ty, nhưng nếu lương bạn thay đổi thì bạn cũng sẽ chọn là yes. Còn nếu mà lương của bạn không thay đổi thì bạn chọn là no. Tuần làm lương cao nhất thì ví dụ như là cái này thì áp dụng cho những người nào mà lương của tuần trước và tuần sau nó khác nhau, hay là lương của tháng đó nó khác nhau. Còn nếu mà như mình làm lương tuần nào cũng như nhau thì thường là không phải điền cái này. Còn đây ví dụ như là tuần trước bạn làm 500 đồng nhưng mà tuần sau bạn làm 600 đồng, tuần sau nữa thì bạn làm 400 đồng, thì bạn sẽ chọn hai cái tuần mà nó cao nhất, có nghĩa là bạn sẽ chọn cái tuần mà bạn làm 500 đồng và 600 đồng rồi bạn bị điền vào trong đây. Đó, điền thì nó sẽ tính vào chủ nhật, và từ chủ nhật hôm nay tuần này, sorry, từ chủ nhật tuần này cho đến chủ nhật tuần sau thì sẽ là một tuần, tính từ một tuần làm việc. Bạn cứ áp dụng như vậy rồi tính ra hai cái tuần lương cao nhất là xong. Rồi nhấn end, nhấn continue. Tiếp theo đây là những cái thông tin lịch sử về làm việc, thì mỗi trường hợp sẽ khác nhau. Mình hướng dẫn theo cái bản thân của mình thôi, thì cái trường hợp của mình khá là đơn giản. Mọi thứ là No hết. Bạn có làm vườn hay không? Có theo học hay là theo những cái lớp khóa học nào trong tương lai hay không? Có nghĩa là công ty đã chấp nhận cho bạn học rồi á, có nghĩa bạn đã có cái approval từ sếp của bạn rồi á, thì bạn mới chọn. Còn nếu mà chỉ từ trong đầu của mình chỉ có ý định như vậy thôi thì là sẽ ra chọn là no.
những cái mục từ cái mục 1 tới mục 6 này á, từ cái tra thì chủ yếu là để những cái trách nhiệm của bạn và những cái quyền lợi của bạn, thì bạn phải đọc kỹ lại hết nha. Mấy cái này không có bỏ qua được đâu. Mình thường hay mình hay có cái kiểu lười lười không đọc, nên đọc những cái này quan trọng lắm đó.